Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Mùi ơi, tự nhiên tụi mình bắt vợ. Trời không, làm sao chị biết được đây, coi không chịu tụi tôi ơi. Ôi không ơi không, hai nàng công chúa Kamui và Sammy đã bị một con rồng Ender bắt cóc và nhốt vào trong một cái lồng rồi mấy bạn ơi. Các bạn hãy nhìn đằng sau lưng mình nè. Chết rồi, các bạn hãy đừng quên nhấn like, share và subscribe để giải cứu hai công chúa nha. Dạ. Ê, trời ơi, đây á, có thể cứu luôn được không? Giải cứu luôn trời. Trời ơi, liêu, làm công chúa kiểu gì mà để bị bắt? Trời ơi là trời, công chúa cái gì vậy? Hả? Công chúa cái gì để bị bắt vậy? Hả? Cái gì vậy trời? Bây giờ thì bà Hồng Nhân quanh đây không có hoàng tử sao? Em đóng vai hoàng tử, em đóng vai bad boy vậy? Em hả? Em là đóng vai hoàng tử anh. Trời ơi, mình thấy mình hoàng tử không? Ok, nè. Hôm nay nè bạn ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình nha. Và lại là mình, Không Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và đằng sau lưng của mình, trời cái gì đâu mà ngẹn gì thản thùng, gọi là mắc cỡ dịch, đi ra nhanh lên xíu. Hiểu mọi người được mời vào làm hoàng tử phát đây. Xíu hiểu mọi người, đằng sau lưng của mình đó chính là hoàng tử xấu nhất hành tinh Mr. Dịch. Okay, chào mọi người đi anh. Ây da, trời ơi, té, coi chừng. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời anh Dịch và Kamui và Sammy vào trong đây để quay chung với mình một video Minecraft nha bạn nha. Và ngày hôm nay, mình với anh Mr. Dịch sẽ cùng nhau giải cứu công chúa nha mọi người. Nhưng mà, nàng công chúa đã bị bắt cóc, không thể nào có thể giải cứu một cách đơn giản như thế được. Và chúng ta cần phải giết một con rồng Ender thì mới có chìa khóa để giải cứu hai nàng công chúa. Chính vì như vậy, cho nên hai công chúa cứ ở đây đi. Bọn tôi đi giết rồng Ender, tí nữa bọn tôi quay lại bọn tôi cứu nha. Ok, đi thôi Dịch. Nhớ nha. Cái cục này là gì anh? Hả? Đâu cục nào? À, đây, cái cục này là cái cục để tạo ra được con thú cưỡi anh. Ồ. Cưỡi lên hả? Đúng rồi. Mình cưỡi mình đi giết rồng anh. Đấy, thì ok bạn ơi. Và mấy bạn hãy thử đoán xem coi mình với anh Dịch ai sẽ là người có thể giải cứu được công chúa trước nha bạn. Tất nhiên rồi, mình sẽ cứu công chúa Sammy thôi, còn công chúa Kamui thì mình để đó cho rồng ăn thịt luôn. Ok vậy đi. Vậy dạ, hello. Bên này là công chúa nè, bên này anh đi cứu mẫu hậu nè. Đó. Cái gì mẫu hậu? Người ta là công chúa mà kêu mẫu hậu Dịch này kỳ. Ok rồi, thì đây nè bạn ơi, bạn có thể nhìn thấy là ở trên đường nè, mình có để rất là nhiều lúc kêu block luôn bạn ơi. Thì nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải vừa đập lúc cái block và vừa gọi là kiếm vũ khí để đi giết rồng Ender, sau đó là giải cứu hai nàng công chúa nha. Và bạn hãy thử đoán xem coi. Hả? Rồng hả? Rồng tí nữa mới thấy anh. Và bạn hãy thử đoán xem coi mình với anh Dịch ai sẽ là người giải cứu được công chúa nha bạn. Hãy cùng bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Vậy đây. Sao em nhìn thấy anh kiểu bị gì vậy? Anh bị cái gì cà giật nè. Hả? Cái thấy anh bị gì cà giật nè. Ủa trời ơi. Không, nó bị kiểu bị chết, anh hiểu không? Đấy, ok rồi. Rồi ok, bình thường trở lại nè. Rồi vô. Ok đó. Bạn ơi, thì bây giờ là mình với anh Mr. Dịch đã gọi là xuống dưới bên dưới đây nè, thì bọn mình sẽ cùng nhau bắt cua lên trên kia để giải cứu công chúa nha. Thôi luôn. Cái game này không có bằng không? Sao không có bằng anh? Hai anh em mình mặc hai bộ giáp, sao bộ giáp anh sẽ bằng mà em chứ kim cương? Ủa tại vì là em VIP pro cho nên em dùng giáp kim cương, anh hiểu không? Sao mình là khởi đầu với bộ giáp vàng mà không cần chơi giáp kim cương? Ủa tại vì anh là màu vàng mà, anh màu vàng anh dùng giáp vàng đúng rồi, còn em màu xanh là em phải dùng giáp kim cương. Đó không? Anh nói sao mà ông trời chứ quá. Anh vẫn có thể mặc kim cương được một không? Thôi không sao đâu anh mặc giáp vàng đi. Ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt cua lên giải cứu công chúa nha mấy bạn. Thời rảnh ghê luôn, hồi nãy trên đó không cứu luôn, đi giờ nhảy xuống đây xong nhảy lên nó lại. Ok. Mình sẽ không bao giờ nói với các bạn là Phong Cận bắt Phơ Cây và Kamui và Sammy chui vô đấy. Ôi trời ơi. Ê, có đâu, công chúa bị bắt nha anh, chứ em không hề gọi là làm gì anh. Ồ, Mr. Dịch bị rơi mấy bạn ơi. Mấy ông có lại đi cứu lùm cái được không? Thằng Liêm từ từ. Yên tâm đi. Hoàng tử Phong Cận đang bắt cua rất là hay, còn hoàng tử Mr. Dịch từ nãy giờ té có mấy chục lần thôi. Vui ơi, yên tâm. Ê, mà Phong nó rủ mình vô đây thì cứu công chúa mà nó gạ kẹo mình chết cả bắt cua. Ôi giời ơi. Trời ơi, Dịch ơi, Dịch dạo Dịch. Ok, rồi, tôi đặt lúc cái block nè, tôi sẽ chọn lúc cái block này. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao mình bị bay lên rồi? Ôi oh, no. Lúc cái block này làm cho mình bị bay lên bạn ơi. No. Rồi xong, thế nào tí nữa nó cũng thả mình xuống xong mình té chết này nha. Tính ra nếu mà bay lên thì em được lời luôn, bởi vì bay lên thì em lên cao mà. Ừ được ha, đúng rồi. Rồi mình lên tới tận dưới đây luôn bạn ơi. Ôi mặt em, nếu mình lên cao quá thì mình lại không đập được lúc cái block. No.
mình sẽ bị mất vũ khí. Ok, cái này là gì đây? Trời ơi, Mui ơi, tôi cần vũ khí mà nó cho tôi mấy tấm bảng. Trời ơi, trời, trời ơi, em lấy tôi có 4 lần. Nãy giờ Mr. Dịch quyết định là bây giờ Mr. Dịch quyết định là sẽ không cứu công chúa Kamui nữa bạn ơi. Ok, đặt cái block này. Việc là bạn bè với nhau. Ủa, đâu không có gì hết. Ôi không có gì hết trơn. Trời ơi. Kém bạn có thể cố lên được không? Ủa, sao cả hòn đảo tôi luôn một con bắt ba cái block vậy? Cái gì vậy? Đúng rồi, một hòn đảo chứ có ba lúc cái block thôi, cho nên anh phải bắt cua để lượm, không thôi người khác lượm của anh. Ủa gì vậy? Rồi xong em bị hiệu ứng đi lùi vậy đây. No! Trời ơi. Hay quá ông trời. Thời tới rồi, tới thời rồi. Tới rồi, công chúa Kamui đợi vào từ Mr. Nhật tới đây. Hey. Dịch ơi, té đi. Dịch ơi. Té hai lần rồi. Ủa sao té hả? Tôi rồi. Dịch. Sao em thấy cái cảnh này quen quen ta? Ngày xưa em hình như em cũng đã từng chơi game chung với Dịch, xong em cũng bảo Dịch ơi té đi, xong Dịch té thiệt luôn Dịch. Trời ơi. Ok, đây em lưu để mọi sinh lại. Mấy hoàng tử này nữa chị ơi. Anh lợn xíu cho anh kia mất một để anh bay lên. Nãy anh lỡ gõ spot boy, anh xác định điểm hồi sinh của anh giữa không trung giờ anh khỏi hồi sinh. Ôi trời ơi. Ok anh, trời ơi, Dịch này nước quá bạn ơi. Em nhường Dịch nha, cái đó là em nhường Dịch nha. Không phải nhường mà là nó phải bắt được không, chứ không em cứu mình đi anh nghĩ. Ok rồi. Anh lo spawn point ở giữa không trung thì anh cứu anh. Ui trời ơi, em đập được quá trời lúc cái block luôn. Yes. Ok, lượm hết không chừa cục nào cho Dịch hết, lượm hết. Ui vậy rồi xong luôn, tối thui luôn, không thấy gì luôn. Em xong hả? Lấy hết của anh luôn. Oh no. Oh no. Oh no. Em ơi. Rồi nó chơi lúc cái block nào cái lắc cái block rồi nó đập hết rồi, còn cái nịt nhìn thấy nào. Anh yên tâm đi. Đây rồi, đây rồi, mình sẽ tối vì công chúa Kamui, mình sẽ nhảy nhanh lên một xíu. Ok, kể cả bất chấp nguy hiểm, bất chấp rớt bao nhiêu lần đi chăng nữa mình cũng sẽ cố gắng nhảy. Đây. Ông ơi, vậy? Cứu tôi nhanh lên phòng ơi, tôi thèm trà sữa. Trời ơi, công chúa thèm uống trà sữa, công chúa để tôi. Nhanh lên, thèm trà sữa rồi. sao block ở trên này nó không có gì chơi này? Sao Dịch vẫn để chế độ sáng tạo Dịch Giang Giang? Ở đó, quên, đây Dịch Giang Giang nha, Dịch Giang. Nãy giờ là nhảy thực tế nha chứ không có bay đâu nha. Ok rồi, em tin Dịch này. Ok rồi, đập tiếp. Rồi xong luôn đó. Rồi xong luôn, ra con Enderman. Trời ơi, rồi ông luôn. Ê, Enderman, cho tao xin cái block của mày được không? Ok Enderman ơi, cho xin block được không? Không cho thôi chứ tại sao mày quýnh tao? Con Enderman này láo thiệt. Trời ơi, Dịch ơi, anh đội cái mũ nhìn giống siêu nhân Dịch. Anh quên luôn được. Nhìn ghê vậy. Ok, đập cái block này nha bạn. Ok, đập ra nè. Ra gì đây? Trời ơi, chẳng ra cái gì hết trơn luôn. Trời, tôi thiệt, tôi xui dữ người ta. Ok, đường đi đâu? À, đường đi chứ, ở phía trên. Đường đi mà kỳ dữ vậy. Phía trên. Tôi sẽ ơi, rồi xong té. Ui, xém nó té bạn ơi. Lưu điểm hồi sinh. Rồi. Dịch té đi. Đi vậy. Cái đó là luật chung hả? Rồi em té rồi. Không anh, không được đánh nhau, nhưng mà em đánh cho vui thôi anh. Em đánh yêu đi. Đánh yêu, đánh yêu. Em đánh yêu mà, em đánh yêu anh mà. Trời ơi, người ta thương, người ta đánh yêu cái rồi Dịch làm Dịch la làng vậy. Ok. Rồi vâng, thử phong cận được quyết định cho bây đây. Cái gì vậy? Đấy, hai hoàng tử yêu nhau. Trời ơi, tào lao. Nó mới nói xong là em yêu anh mà, đúng không mọi người nghe không? Yêu thương, cái này người ta gọi là yêu thương. Ui, Dịch ơi, em lượm được cái áo giáp làm bằng gỗ. Wow. Wow. Áo giáp làm bằng gỗ rồi. Các bạn nhìn mình này, nhìn thấy ghê quá. Áo giáp làm bằng gỗ yếu xìu rồi, cho nên thôi không cần, mình mặc giáp kim cương vẫn là xịn hơn. Yeah. Trời Dịch nè. Ê, tiếng Anh nó kêu là không quánh đâu, mà từ đây là quánh Việt Nam mua đây. Quá. Hay là mình xin phép là mình đấm lại nó nha. Không, cái này hình như là giải cứu công chúa mà, có phải là ông kêu đánh nhau đâu. Alo, hai ông cố lên được không? Nhờ nhau đi được không? Tiếng Anh là công chúa của hai người đấy xài thì có tranh nhau đâu mà nó chơi quánh lỗi. Trời ơi, quánh nhau vậy nó mới gọi là căng thẳng anh hiểu không? Đấy. Hey, vậy thì căng thẳng luôn. Trời ơi, trời. Đánh nhau rồi mới căng thẳng đúng không? Ê, anh Dịch kiếm ra cái búa bự vậy. Anh Dịch kiếm ra cái búa bự vậy. Đây, quay. Okay, anh Dịch kiếm ra cái búa bự vậy. Dịch ơi, em xin lỗi. Em xin lỗi Dịch. Mình đứng cạnh, nó qua, mình tán cái đầu nó luôn là đánh nhau căng thẳng chơi coi. Em xin lỗi Dịch, em xin lỗi. Em thương Dịch lắm. Nào xong Dịch té. Dịch té, đặt lóc mình đi qua luôn cho nó an toàn. Mày ơi, mình phải dùng cái đầu mày hiểu không? Trời ơi, quá Dịch. No, ngựa đấm em rơi xuống dưới luôn rồi. No, trời ơi. Gì mà ai da, nó bắn em nữa. Nó bắn em nữa vậy đây. Con ngựa mất chạy. Cố lên, cố lên. Công chúa Sammy, tôi tới đây. Ta tới với nàng đây. Đợi ta một tí. Hey. Okay. Một tí rồi. Trời ơi. Ôi, hoàng tử mới tới Dịch. Hoàng tử mới tới Dịch. Đang sắp dừng mình rồi. Hãy đợi ta một tiếng. Thì à. Cầm phong nó lên, ra này để mình xuống đây đậu xe kia. Dịch cầm búa, Dịch đánh em đầu luôn. Ai ơi, Dịch cầm búa, Dịch đánh em chi. Đây. Ê, tính ra là mình bị đánh trước nha bạn. Mình bị đánh trước nha bạn. Kệ bạn chứ. Kệ bạn đúng không? Kệ đúng không? Ok.
Ok bạn, mục tiêu của mình sẽ có hai mục tiêu, một là cứu công chúa Kamui, hai là quấn bầm đầu Hồng Phong. Đâu đây? Mình em có được gì ta? Đôi giày cầu vòng rồi nè. Gơi cho em chạy nhanh hơn nè vậy. Trời ơi, ok có mấy bình thuốc. Dịch lên. Dịch ngon, dịch lại đây. Dịch ngon, dịch lại đây. Ủa, về gì đâu vậy? Còn nó ném mình còn cái nịt rồi. Trời ơi, dịch cái dịch biến mất luôn. Xem trời dịch con cái dịch biến mất kìa. Chạy nhanh, chạy nhanh. Okay, thôi dịch đánh mình. Chạy nhanh thôi, dịch đánh mình. Qua đây, qua đây. Hề luôn đấy. Lưu điểm hồi sinh, ok. Dịch té, chạy. Nhanh. Phải chạy nhanh thôi. Thôi dịch đánh mình. Oh no, quái vật tàng hình. Ok, đánh nó xuống. Rồi, chạy. Ai, té, no. Hay lắm, quái vật đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trời ơi, em có bị quái vật đánh té đâu mà em tự té. Ê, mình vừa mới đập một con zombie to, nó cầm cái kiếm nó to bằng cái nhà mình luôn trời. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Té thêm lần nữa đi. Té thêm lần nữa nào. Ok, Hoàng Tử Phong nè. Trời ơi. Mình bị dịch đánh lại rồi bạn ơi. Mui ơi, dịch tới đây. Ok. No. Bắt đầu Phong rồi. Mui ơi, chờ dịch một tiếng đi Mui. Vậy mà một tiếng vậy, người ta lên vịt biết đâu, nếu mà là cá mui khéo cá mui trong vòng 5 phút là lên rồi á. Dịch mà không dịch không mà dịch cũng té mà trời ơi. Nếu mà mình chết rồi, mình lưu điểm hồi sinh thấp hơn dịch nên lên cao hơn mình rồi, lưu điểm hồi sinh lại. Dịch đập két vô nữa. Mấy đứa dịch đập két không cho mình qua bạn ơi, dịch ác quá. Đập tiếp lắp. Ây da, quá giật. No. Ủa sao quái vật nó không đánh dịch mà đánh em hoài vậy? Hả? Làm gì có quái vật nào? Em có cái kiếm siêu to khổng lồ nè, kỳ này dịch chết em. Dịch đứng lại. Rồi xong bé rồi. Quay. Ông ơi, lên giờ xuyên 12 giờ là hết hiệu lực. Đúng rồi, hết 12 giờ là công chúa, từ gọi là công chúa sẽ biến thành quái vật. Trời ơi. Làm như thế là mình gặp hai con quái vật. Đúng rồi, gặp hai con quái vật. Cái gì vậy trời? Trên đây nhảy khó bạn ơi, trời. Ủa ơi, trên này khó quá trời. Cái block này nó chậm quá, nó làm cho mình đi chậm mấy bạn ạ. Ok. Rồi, lên nè. Tính ra cái này là gọi là bắt cua mà hai ông tàn đặt block đi qua. Cái cầu vòng biết hơn ta. Ôi rồi sao Phong xong rồi. Phong xong rồi. Gì anh? Qua đây sao được cái. Gì anh? Anh tính làm gì? Ghê. Phong ghê. Em đã chữa cho anh còn đường sống anh. Chưa có đường. Mình dính lava rồi. No. Hay quá, tức giận. Hay quá mau ơi. Không thể nào chết được. Bruh. Cái gì mà gạt không vậy? Mấy ông làm cái gì đó? Cái gì mà em nghe tàn tiếng mấy con gát vậy? Trời ơi, em đập ra một bầy gát nè. Trên bầu trời một bầy gát luôn bạn ơi. Không xong rồi, hai công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Gát ơi, ăn công chúa đi, ăn thịt công chúa đi, đừng ăn ta. Trời ơi, cái gì đâu mà mưa luôn. Cái gì đâu mà mắt bắt cua mà hai ông tàn đặt là lóc leo lên cơ. Dịch nè, rơi xuống đi. Ôi, dịch không đây. No. Đánh nè, đó, nghiệp bọt. No, mình tính đẩy dịch xuống nghe ngay vậy mình nghiệp bọt. Tôi già nha, hai khỉ già nha. Nói trước nha. Trời ơi. Ôi chết rồi, em bị lỗi tê bơi rồi. No. Có khi nào mà mình cái gì vậy? Ôi tê bơi mình chạy. Sao mà chạy? Ok anh em, rồi ok em sao? Tôi hứa tôi sẽ cứu công chúa Kamui. Càng sớm càng tốt, nhưng mà không phải con Creeper này đâu. Ôi trời ơi. Mình tự nhiên xem tiếp video nha. Nhảy. Ui trời ơi, mình bị hiểu cái nhanh các bạn. Tôi nè. Yên tâm đi công chúa, tôi tới cứu nạn đây. Nó té bay mình. Nó té bay mình để nó leo lên lại xong nó uốn mình. Cái tên. Cái này ta gọi là dùng vũ kế. À, dịch tê bơi mình nhưng dịch bị té bạn ơi. Mấy tư dịch nhảy lên cao rồi. Không được, tôi không thể nào để cho mấy tư dịch cứu công chúa chứ. Công chúa là tôi phải cứu chứ mấy tư dịch không được cứu. Quái vật đánh em dịch ơi. Rồi, hoàng tử với nhau tiên. Mấy tư dịch hoàng tử. Mấy tư dịch hoàng tử.
này thì mới lộn. Trời ơi, Dịch ơi, đi xuống đây. Ê, ông này mệt ghê luôn á trời. Bây giờ là mình rất là vì follow mình không á. Thì bây giờ hoàng tử hợp sức lên đi, hợp sức mà lên cứu đánh đi. Nhau, đánh nhau vậy cứu công chúa là chuyện bình thường, trời ơi. Ok. Ông Dịch đó tiếp rồi. Thôi Dịch ơi, hay là bây giờ bọn mình lấy vũ khí xong mình chạy đi Dịch khỏi cứu công chúa, đánh cứu công chúa mệt quá. Ê à, rồi, trời ơi, lên gần tới rồi té, thiệt thời tôi tức. Tôi tức chưa từng thấy các bạn ơi. Không biết công chúa có đẹp hay không mà từ nãy giờ. À, bây giờ như này đi. Muốn gãy chân. Bây giờ anh em tôi là chui vô cái lồng đi. Hai bà đi cứu. Hả? Rồi, hai bà cứu bằng tôi đi chứ bằng tôi không cứu hai bà. Bạn, cái gì vậy các bạn? Các bạn là sống sao vậy các bạn? Tôi đã mất công tôi đi cứu người rồi mà người ta ngồi trong lồng người ta nói tôi gà, tôi nghe tôi tức quá. Rồi xong rồi. Khỏi gần đây đánh nhau đi không? Có con gì trước mặt kìa. Quái vật nó đánh mình ha anh. Trời ơi con quái vật này. Láo thiệt. Dịch lên trước rồi, rồi. Trước rồi. Đi quá rồi. Bây giờ cứu chúng ta đấy. Lên cho bác buôn đánh nhau với mình nó cay thế. Lục hết rồng luôn cho nó khỏi đầu. Dịch chơi ghê. Dịch chơi lấy hết rồng cho em cười. Rồng cho em cười. Dịch lấy hết rồng rồi, rồng cho em cười. Lấy hết rồng rồi nè. Mến chạy. Bây giờ rồng đâu? Rồng đâu? Bây giờ Dịch đưa em con rồng đi, em mới chỉ cho Dịch rồng ở chỗ nào để Dịch cứu công chúa, không thôi lại không đưa rồng. Bây giờ mày chỉ cho con rồng đi, anh mới chỉ cho mày đưa cho rồng. Không, không chỉ, Dịch đưa trước cho em mới chỉ. Không, bây giờ chỉ rồng đi mới đưa. Vậy thôi không đưa nữa. Mày thôi không thôi nữa. Không chỉ nữa. Vậy thôi giờ thôi. Vậy thôi khỏi cứu cái gì vậy, mệt. Mà chung ok bạn, cái đồng ý này, cái thông bạn. Cái gì vậy cho đùa hả, cho tôi mắt đó. Bây giờ anh phải đưa cho em một cái con rồng em mới chị. Bây giờ mày phải nói thì anh mới đưa cho mày một cái con rồng. Rồi, con rồng á thì sẽ có một cái nút, mình sẽ bấm nút đó con rồng xuất hiện. Nhưng mà giờ anh phải đưa cho em trước đã. Nó là mẹ mẹ để nó lấy con rồng cho ta, nó bấm nút này để mình tìm nút đã bạn. Mình tìm nút này. Từ từ. Mình tìm cái nút đâu ta. Dịch. Dịch ơi. Trả em con rồng. Để con đây đúng rồi. Trả em con rồng. Trả em con rồng. Trả em con rồng. Đây thì Dịch này. Ok, rồi thôi mình lên cứu công chúa luôn các bạn ơi. Kệ Dịch, mình sẽ uống thuốc sức mạnh vô. Ok, mình đã tăng được sức mạnh rồi. Bây giờ mình sẽ lên cứu công chúa. Enderman, cứu tên chỗ khác. Con rồng đâu? Mình sẽ giết con, mình không cần cái con rồng bay luôn các bạn ơi. Mình tự đi bộ mình giết rồng luôn. Mình tự chạy bộ mình giết rồng luôn. Rồi, đó, mình chạy rất là nhanh các bạn ạ. Ok, con rồng đâu? Ha, à, con rồng đây rồi. Rồng ơi, ra đây. Ui, hay quá em ơi. No, Quýnh tới Dịch đang cưỡi rồng kìa. Không cần cái rồng, vâng kìa, mong cần rồng để mình cưỡi rồng nhá. Con này thương lắm, là xuống cho kìa. Anh chơi lạnh chân kiểu. Bây giờ em nói Dịch nghe là Dịch phải đưa em một con rồng, Dịch hiểu không? Dịch không đưa em con rồng mà Dịch chơi vậy giờ Dịch chơi ăn gian rồi. Ok, rồi đây. Giờ Dịch này rồng rồi mà hứa là nếu mà quýnh lộn nữa là quýnh bắt luôn à, chơi không? Em mới thấy Dịch bị rồng đánh chết. Ừ, mới bị rồng đánh chết vì nãy đánh rồng to nên nó cay anh á. Nếu em có rồng. Ừ. Chắc chắn. Ok, cảm ơn anh. Anh đẹp trai quá. Ok, rồi. Hi. Ây da. Cúi rồng đâu em? Mình sẽ tiêu diệt con rồng này anh em. Cố lên. Con rồng là của em. Con rồng. Ê. Mình đưa nó con rồng, nó kêu con rồng của em. Mình bảo hai đứa cùng đánh rồi, nó toàn của em đấy, của mày tất. Okay. Mình sẽ quýnh con rồng của Dịch trước, sao mình quýnh con rồng kia. Ok. Ok. Toàn tử cũng chưa chắc là người tử tế đâu nha bạn. Thấy không? Lòng người. Chứ con rồng nó, mình đưa rồng cho nó giết rồng mình rồi nó ta nó cướp rồng kia. Các hoàng tử rồi. Hoàng tử là người ta tìm mọi cách giải cứu công chúa rồi. Ôi giời ơi. Đây, cái tại mình đã đưa đồ bông rồi. Đây. Mình sẽ tiêu diệt con rồng phong trước. Okay. No. Tiêu diệt con rồng phong trước bạn. Mình sẽ tiêu diệt no, rồng phong. No, còn lâu nữa. Không quan tâm nữa, mình sẽ tiêu diệt rồng phong trước. Ok. Còn lâu với được rồng của em. À, vũ khí của anh còn yếu hơn vũ khí của em rất là nhiều Dịch à. Yếu là đây. No. Nope. Okay. Rồi xong. Okay. Em nói Dịch nghe nè, máu em trâu lắm, em rơi xuống em cũng không chết được đâu. Nhưng mà anh rơi xuống là anh chắc chắn anh sẽ chết. Dịch nè, giết con rồng Dịch trước. Rồi giờ không đánh rồng, chuyển qua đánh con rồng này. Rồi xong. Dịch muốn solo em hả? Tức quá mà. Thôi không cứu gì hết, không cứu con chúa hết, quýnh nhau đi. Trời ơi, mình lội phong luôn nè bạn. Khỏi cứu con chúa, tôi không cần. Trò đùa của mấy người hả? Khỏi cứu con chúa. Nãy giờ là mình đánh rồng không có nổi nữa các bạn. Bởi vì mình phải bận để giải quyết cái thằng nó đang chơi hay dụ các bạn. Cái con rồng nó bay lại hoài luôn, đánh không được vậy đây. Thôi em nghĩ lại chúng ta nên tập trung quýnh rồng này. Bây giờ mà thế trận nó là quyết định của phong các bạn. Nãy giờ mình bảo là hợp tác đón rồng thì nó quay đón mình. Bị cái đấy. Không, anh cứ là chính thực. Chiến thuật con khỉ. Đồ xanh chết hay vô. Ôi con rồng bay nhanh quá à. Trời ơi nó bay nó cứ lẹn lại đi đấy xin bôi hả mày. Ôi trời ơi. Con rồng này đấy xin bôi gì đây. Cái đấy là nói à.
Mà vũ khí của anh với em yếu à, cho nên Quýnh nó cũng không mất nhiều máu hết trơn á. Ok, không sao, anh đưa bọn nuôi đâu, cô tập trung thôi. Quan trọng là phải focus vào nó kìa. Ui, nó gần chết đây. Của em. Nó là của em, có một cây này, nó chết. Nó là của em. No. Cố lên. Của em. Mình kêu nó cầm rồi. No, mình thua rồi anh ơi. Ok. Rồi. Hoàng tử mất tên giật sau khi hoàng tử phong trọng. Giết công chúa cho vui luôn. Cái gì vậy? Dịch em giết công chúa em. Vậy là không có ai cứu được công chúa. Công chúa đều chết hết rồi. Trời ơi, chị em mình không nên làm công chúa. Okay, mà không xứng với chị em mình. Không xứng. Bạn ơi, vậy là bây giờ công chúa đã không còn rồi. Vậy bây giờ sẽ là hoàng tử mới tới dịch. Với hoàng tử Phong Cận sẽ cùng nhau nắm tay vào nhà nhé dịch. What the hell? Đi. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ cả hai công chúa đều đã bị tiêu diệt. Không cần tiêu diệt rồng nữa mà đi tiêu diệt công chúa luôn rồi bạn ơi. Vậy bây giờ coi như là không ai cứu được công chúa hết nha bạn. Coi như video này hồi không ai cứu được công chúa hết. Ok, và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. À quên, nếu như các bạn coi bây giờ nha, ví dụ giờ hai công chúa giờ đều không ai được cứu hết thì mấy bạn hãy thử coi tự chấm điểm nha. Mấy bạn hãy thử chữ tự chấm điểm coi ai sẽ là người chiến thắng nha các bạn. Sao đang tí hỏi công chúa của em rồi. Ông nè, hoàng tử như cái quan. Xin lỗi công chúa, tôi đã cố gắng hết sức. Đây là không phải cố gắng nè. Gờ luôn thôi Mui, đi về. Mình đưa kiếm nó đâu bắn mình đi chạy. Mui đi về. À, hoàng tử cầm công chúa cà mui. Công chúa xà mì. Ê, chà. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.